Hay là lên dích 3 để mình 5 con dích rồi. Tôi không thắng được nữa thì tôi cũng chịu đấy. Bom. Hết tên đầu tiên là kim cương. Ôi, sét. Ôi ơi, hostile. Thiếu con để Aphelios à. Không mua con này, lần sau chắc chắn nó sẽ ra một con siêu sao cho mình đúng không? Olaf đấu sĩ. Trời chê. À, cái này để làm gì đâu ta. Cộng 2 xong mất máu nhiều à. Không được tiền lãi mà mỗi round được 5 kinh nghiệm ạ. Cái này hết để đánh tới top 4 sợ thật. Reroll này không mạnh lắm. 50 tiền được bàn tay kim cương. Ai à, nhân đôi tướng siêu sao tôi thấy cũng không mạnh lắm. Có lẽ là lấy cái này nhỉ. Một đi các bạn. Một sóc đánh kiểu giữ máu à. Disco thì cần thêm một con Gragas. Để con set vào cho nó tự chết vậy. Mỗi game một nhà khác nhau à? Không phải mỗi game mà mỗi khi đội hình của các bạn thay đổi nó sẽ là một nhà khác nhau. Đấy là cái thú vị nhất của mùa này, cái gì mà nổ đùm đùm đấy. Annie à? Ui Annie lỗi thế này, bắn phát chết hai. Ok, Toric. Lilia. Má ra mùa này chuỗi thắng, mất luôn cái chuỗi rồi. Nhưng mà khó thật, con Annie mạnh quá. Xóa huyền thoại được rồi. Xóa chứ các bạn. Để làm sao được các bạn. Không nhưng mà cái hack này các bạn sẽ đẩy cấp ấy. Không đủ tiền à. Sao đấy. Có tiền lãi đâu à, thì pre-level đấy vậy. Cái gì mà lắm cái Sante thế. Cái Sante hostile luôn à. Sentinel. Lilia là hồi máu. Cái đam hồi máu. Sao bài mình trông ăn đủ ấy mọi người. Trông nó không khỏe gì. Nên giật choán được mấy mục tiêu là cũng được rồi. Nhà giàu đây. So về tiền thì làm sao mà mình giàu bằng nó được nhỉ. Nhưng mà được cái là mình sẽ có kiểu nếu mình có chuỗi thắng thì mới ra mình mới giàu. Lên 6 ấy. Đây 4 hậu vệ Amomo ai đang bị thiếu đa mà Imo. Ok Disco Nami mạnh à. Ừ tôi thấy con Nami ngon mà kiểu Nami đi với TF nhá là hai Disco hai Dazzle bạn để thêm một con Disco nữa là con Blitz là về sau đội hình của các bạn auto ổn đầu trận thì các bạn thể để Disco là Gragas. Guardian và Sentinel khác nhau khác chứ. Disco Guardian set 2 mạnh hơn đã. Big Shot. Mình này tích tiền kinh thật là mình thì không tích tiền, mình sẽ là chuỗi thắng. Quyền năng rút dầu dốc gai à. Ăn ngu thì chắc là dốc gai gì nữa. Kiểu hút rồng thì nó cũng không búp cho Amumu gì nhiều lắm ấy mà. Sinh ra để lên level 10 rồi các bạn. Khi bạn lên level 9 cộng 50 kinh nghiệm, let's go. Hai hack combo với nhau. Let's go. Nico à. Bỏ Sana này, Nico này. Olaf cũng bỏ này.
Nhà này mạnh quá, không nghĩ là mình ăn được. Trừ khi con Amumu này rất là lỗi thì may ra, để xem còn nó lỗi đến thế không nhá. Ăn được này, không chắc tại vì siêu sao Amumu lại nó khỏe trâu. Ok, EDM Gathered. Gathered. Kiếm đam thôi, bạn thiếu đam hay là để như này đam to hơn nhỉ? Big shot. Ui, nhảy ra sau phát chết luôn á. Gì vậy anh trai? Cạn thấy phát 9999 gì đấy không? À đâu, có chiếc con nào nó chỉ hiện thế thôi, hình như tự nó chết rồi sao ấy. Dọa. Mira cầm căng. Thử xem thế này xem có đam to không, con này sợ vô cực đi. Nó Poppy cũng là con đam to đó. Ok, Poppy có ham monster nữa. Có hot steel đấy. Nhưng mà mình đang cần thắng, khi nào mình thua thì mình sẽ bắt đầu để hot steel. Cần một chỗ cho Aphelios à. Nhà này vẫn chưa có Yasuba à, may đấy. Có Yasuba thì đỡ làm sao được. Hack gì đây? Tất cả các tướng đều có hiệu ứng siêu sao luôn nhá. Hiệu ứng siêu sao nhỏ ấy. Thêm vào đó là tướng siêu sao được 150 máu, 15% tốc độ đánh à. Cái quan trọng là phải chơi được những con hiệu ứng siêu sao đặc biệt một tí. Cutters. Poppy võ điên à, tôi bảo mà. Con Poppy kiểu gì chả võ điên các bạn. Con Poppy là con carry mà, nó không phải con ấy đâu. Ma wow, có kinh vãi nồi các bạn. Chẳng qua là mình đang muốn đánh 5 tiền. Đánh 4 tiền nó chán. Để mấy hôm nữa sẽ cố gắng làm clip Poppy 3 siêu gõ các bạn. Mà nhìn gõ rồi. Ma wow. Nhưng mà Samira đứng sau và đam vẫn ổn lắm ạ. Choáng nó. Đấy, let's go. Chèn. Con này cũng là Sentinel, à Sentinel không bằng Guardian, không bằng Amumu đâu. Tôi thua cái phát là tôi để full hostile vào luôn ấy. Thua phát là tôi để 5 hostile luôn. Tôi hack tiền. Còn chừng nào tôi thắng thì tôi giữ chuỗi. Ok, chả giết được con nào. Cơ chế biến hình à? Thắng thì nó là dạng sát thủ, thua thì nó sẽ biến thành dạng kia. Dạng sát thủ khi giết người được tiền, còn dạng kia thì giết người hồi máu linh thú. Cái này phế. Cái này cũng phế. Cái này cũng phế nốt. Tướng 4 và 5 tiền sẽ được thêm 10% tốc đánh. Với mỗi tướng 1-2 tiền ở trên sân chất thế. Chọn đồ đi bạn. Tại vì đang cần carry. Jin mà cầm cái này thì bá cháy bỏ chết nhỉ. Nhưng mà con Kane cầm đồng hồ cát thì lại mạnh à. Kane cầm đồng hồ cát hack tiền à. Kane gây 500 dam, 50 mana. Hack tiền đem dài. Má đã vậy. Poppy hai sao. Biết phát tuôn làm gì nhá. Áo tràng với đồng hồ cát là tính hai lần các bạn. Một cái là 60, một cái là nữa 5, 40 à. Ui hồi quên xoáy rồi. Cái
có cái hack tiền rồi. Tỷ lệ hack tiền khi kênh giết rồi không phải 100% thì phải. Samira lướt trông hay đấy. Trong này có vẻ mạnh mạnh hơn đấy các bạn. Không mạnh hơn à? Không khó, đoạn này tôi nghĩ là đoạn tôi thua lại từ đây. Hoặc là con Kane có thể gánh tôi. Sweet Riven 8 bit à? Má, trở lại trận Poppy 3 à, các anh em. H-Lodge. Cảm giác như đây là trận Poppy 3 các bạn, ra con siêu sao Poppy phát là gần Poppy 3 luôn. Không phải chính xác, đoạn này phải đổi lại Hostile chứ. Đổi nành 5. Đây này, phát này con Kane giết thì tôi sẽ được hồi máu linh thú các bạn. Đấy, 88 máu này. Má, nó xoáy. Kane kình vai cả linh hồn luôn. Tìm Poppy nữa chứ. Kiên mạnh phải kiên 1 nhé. Đấy, kiên loại đổi dạng này. Đây là đồ Jean. Ok. Các đồ đam cho Poppy à? Poppy mà lên 3 sao thì tôi sẽ đổi đồ kiên qua Poppy. Kiểu Poppy vô cực đồng hồ bàn tay à? Chắc thế à? Mà con kê này nó tín lắm các bạn, thề luôn á. Không cần đồ gì nhá, đánh đam cơ bản nữa, hai đồ bất tử nhá, nhìn này. Á, bị xoáy từng thằng một kìa. Xoáy đến chết. Trời ơi, một lượt 10 tiền. Trời ơi, được chưa? Kinh vai cả linh hồn. Thợ gặt lúa, kẹn Yasuo là đồ chiến ấy, 94% đam ạ. 230 đam cũng bình thường à. Mà đối với nhìn nó kìa. Mai mày. Một giao tranh nó lên khoảng mười mấy phần trăm đam các bạn. À, 94 lên 109 này. Sao từ từ mà hack rồi. 110 mấy này. Ui trời ơi, 114 này. 20% đam vật lý một giao tranh các bạn. Yorick được một mảnh. Lên 10 rồi đây. 5 heart. Đơn giản thôi mà. Đổi thôi. Anh em mình không có tiền lãi. Anh em mình không có tiền lãi. Mà mua cái này vẫn có tỷ lệ ra con siêu sao khác. Thì lý do gì mà không đổi đâu. Xong mình lại còn kên lại đi hồi máu lại cho mình nữa chứ. À, nó rằng sao nó gạt rồi. Xô. Bình tĩnh, bình tĩnh. 5 tiền 3 sao, let's go. À, tôi có thể roll được luôn mà mình không có tiền lãi thì mình đợi chờ cái gì nhá. Kên 2 luôn mà. Ui sao cần kên tinh anh. Con Riven vừa đam vật đúng không? Đổi nhạc rồi. Đây là nhạc gì ấy? Số nó à, số disco lên 200 số rồi này. Nè chê. Dùng Yorick nó vẫn ngon hơn à. Cái này không kích hệ gì à, để Sona thường mà. Sona búp máu. Roll tiếp nhờ, mình cứ do dự gì nhờ, cho chúng nó thắng à.
Con này hack đồ này. Zig thì sao ta? Mấy lượt nữa, hai lượt nữa. À không, thì ra cứ để team mình yếu yếu ấy, cho kê nó đi hack các bạn ạ. Vẫn hồi lên máu à? Zig Hyper Pop Dazzle. Dazzle chính xác. Hyper Pop đi vậy con gì? Lulu à? Bây giờ mình lấy một hũ nữa xong mình thoát vào cái đống hũ hợp lý. Đợt sau là nổ hũ rồi. Nó set. Không, trận này không phải trận Poppy 3 đâu ạ. Yana. À chê. Exodia rõ ràng các bạn giàu này mà. Mà Exodia chưa chắc ăn được Yasuo ấy, Yasuo này. Ok. Hay. 189 1000 đam một chiêu. Một chiêu 40 mana 1000 đam ạ, nhưng mà vẫn phải thua Ken. Phải thua Ken anh bạn ạ. À. Let's go. Một đống đồ hai cái thông đạo mạnh luôn. Còn SS thay vào đây. Gain Edge Lot. Phải bán con này đã nhở thì mới mua được nhở. Bảo con Yorick đi vậy. Hay là bây giờ đợi nhở, phải roll nó 6 con kênh xong thôi, nó con tinh anh ấy các bạn. Không thì làm sao được nhỉ? Hay là lên Zig 3 để mình 5 con Zig rồi. Một con nữa là Zig 3. Không có chỗ cho Jin. Đây Jin xả đi em ơi. Nhà cháy nhưng mà má không ăn được à. Thằng này nó cũng sắp Jin 3 hay cái gì ấy các bạn. Ui, 6 máu mình đã chết chưa nhở? Đồ thiếu một con kìa. Thiếu một con, thiếu hai con. Thừa Ken Nen à? Ừ, đây để bỏ mà. Tham à, thì bây giờ đánh PPE mà không tham thì đánh cái gì mới được tham các bạn. Toàn thua một con Yasuo rồi. Chưa chết. Nó ôm một con rồi à? Ôm thì kệ nó thôi. We'll be right back.
ok. Tôi không thắng được nữa thì tôi cũng chịu đấy. Bom! Siêu bom địa ngục. Nào, con dao xua đâu, bao nhiêu phần trăm RAM? Kể chưa? Zig 3 là 5600 RAM, nổ ra 50 quả bom, mỗi quả 630 RAM. Nhỏ nốt 2 con kên thì nó mãn nguyện à? Chắc là không có đâu bạn. End game thôi. Thật ra thì bây giờ làm gì cũng thế mà. Làm sao mà ông kia thắng được? Nhìn bom cơ. Mà dịch. Chết luôn nhá. Chưa, vẫn có một rail nữa. Bán hết đi rồi kên. Xong rồi thua rồi sao nhỉ? Thú vị lắm. Không ra bạn. Không ra. Bom. Ui thôi xong. Tưởng thua. Thiếu một con lại chứ gì. Rồi, nhìn được rồi.